Ngoài mong đợi của Tuấn, tại vì đợi cái dự án này cũng 2 năm rồi. Mình nhiều khi mình cũng ngồi nghĩ tại sao mà giam lâu dữ vậy ta. Nhưng mà sau khi mà mình coi là mới biết là cái sự cố gắng của mọi người và anh Sơn cùng với lại ekip á, tỉ mỉ từng frame hình, rồi từng CGI, từng âm thanh, từng sound effect và ảnh nắng nót diễn xuất từng diễn viên, mình mới cảm thấy là thật sự mình rất là hạnh phúc khi mà được là một phần của ekip Bóng Bút. Dạ, cái này khó nha. Nếu nói về tư cách khán giả, Tuấn không biết nói dùng cái từ gì, tại vì mình hơi chủ quan một cái là mình là diễn viên cho nên là mình có rất nhiều cảm xúc rất im. Nhưng mà nếu mà nói về cảm xúc của mình thì mình nghĩ là với tâm thế một khán giả thì đây là một bộ phim lạ. Một phim lạ, một phim concept lạ và một bộ phim sinh tồn. Tuy là cái đề tài đặt ra có vẻ giống như là rất là chết chóc, rất là nặng đô về action, nhưng mà bên trong đó là một cái gọi là cái tình cảm của một cái nhóm bạn này, và cái tình trong cái nhóm bạn này thì đây là cái yếu tố mà Tuấn rất là thích bộ phim và mong rằng là mọi người sẽ ra rạp. Biết đâu Tuấn sẽ gặp mọi người, Tuấn tặng áo cho mọi người. Đó, một giây quảng cáo là phim sẽ bắt đầu chiếu Cine Show vào ngày 5 tháng 6. Đó, từ ngày 5 đến ngày 9 luôn là Tuấn sẽ đi Cine Tour, biết đâu ra rạp tụi mình chào nhau một cái rồi mình tặng nhau cái áo ha. Tuấn thì Tuấn nói thật là tất cả khi mà xem lại cái bản final này á, Tuấn thật sự rất là bất ngờ với lại tất cả các bạn diễn luôn. Tại vì mỗi bạn mang lại một cái năng lượng rất là mới mà Tuấn học hỏi các bạn rất là nhiều. Và Tuấn trong phim này thì nói về ấn tượng thì Tuấn ấn tượng về cách làm nghề thì ai cũng sẽ là rất là tập trung, nhưng mà ấn tượng thì Tuấn sẽ ấn tượng với Hồng Thanh nè. Rồi ai nữa ta? Các bạn đều là diễn hết mỗi người một màu á, cho nên nếu mà nói về phải chọn là một bạn thì Tuấn có ấn tượng với là bạn Hồng Thanh. Tuấn rất là thích là những cái kiểu bài phản diện đó, tại vì Tuấn mong một ngày nào đó khi mà, tại vì diễn viên mà mình rất là mong mình diễn một cái vai gì đó nó khác lạ, thì cái vai của Hồng Thanh nó làm mình thật sự ấn tượng và mình rất là mong trong tương lai gần mình sẽ có một cái loại vai kiểu như vậy. Tại vì bữa giờ diễn chính diện cũng mọi người đã quen rồi, cái mặt này mà vô khác phản diện thì mọi người mới bất ngờ. Thì đúng rồi, 2-3 năm trước thì về cái cách suy nghĩ của mình, về cái cách diễn của mình nó sẽ rất là còn rất là non. Nhưng mà cái tôi nghĩ là cái non đó, cái độ tươi trẻ đó nó phù hợp với lại một cái bạn nam ở tuổi teen. Và trong cái bộ phim này tuy là Móng Vuốt là Tuấn quay đầu tiên nhưng mà lại ra cuối cùng, Tuấn cũng khá là hồi hộp, không biết là mọi người sẽ đón nhận như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà được xem nó thì Tuấn cảm thấy là Tuấn đã cố gắng hết sức và mong rằng mọi người sẽ ủng hộ cái sự cố gắng đó. Cảnh tình cảm thì Tuấn nói thật luôn là những cái cảnh đó, những cái bạn diễn viên đó cho mình rất là nhiều cảm xúc. Và khi mà các bạn nhập tâm vào nhân vật đó, đó là cái điểm mà Tuấn đáng khen với lại những cái bạn. Tại vì khi mà các bạn tham gia một phân đoạn đó, thì các bạn tập trung hết cảm xúc của mình, những cảm xúc tươi mới, những cảm xúc trong trẻo. Và cái điều đó cũng giúp Tuấn rất là nhiều trong bộ phim này. Và Tuấn rất là cảm ơn dàn cast, rất cảm ơn Sơn đã chọn ra những bạn cast này để giúp Tuấn hoàn thành được cái vai diễn thắng trong bộ phim Móng Vuốt. Một nhóm bạn mà không có phản diện thì có phi lý hay không Tuấn thì Tuấn thấy là chắc là không đâu. Tại vì ở ngoài hiện tại bây giờ nguyên cái nhóm bạn Tuấn thì cũng vui vẻ lắm, cũng chính diện lắm chứ cũng không phản diện gì hết. Nói chung thì phản diện thì sẽ không có quy định là ai sẽ là người phản diện hay là bắt buộc trong nhóm phải là người phản diện. Nhưng mà ít ra trong cái bộ phim này á, từ những cái nhân vật mà anh Lê Thanh Sơn đã xây dựng và anh Trần Khánh Hoàng xây dựng thì Tuấn thấy là tất cả những nhân vật đều có cái đáng thương. Và kể cả nhân vật Hồng Thanh cũng như là nhân vật Chú Công Ninh là những nhân vật phản diện trong phim, nhưng mà họ đều có những cái cảm xúc từ bên trong rất là đáng thương. Và cái background của họ thì rất đáng được mọi người thông cảm. Nói về đánh giá về bộ phim này á, thì về yếu tố mà Tuấn thích nhất của bộ phim này đó là yếu tố lạ. Rồi đánh giá về CGI thì đối với Tuấn là ngoài sự mong đợi của Tuấn, và Tuấn nghĩ là nó đáng được ngâm lâu trong vòng 2 năm. Và ngày hôm nay được xem cái thành quả này, rất là cảm ơn ekip, rất là cảm ơn anh Thanh Lên Sơn, Trần Khánh Hoàng và toàn bộ ekip HK cũng như là cái bộ phận CGI. Mọi người đã làm việc hết tâm huyết của mình và mong rằng khán giả sẽ yêu thương nó. Có lẽ là anh thấy mình trưởng thành hơn, có nhiều hơn kinh nghiệm và thấy yêu nghề hơn.
và thấy lửa nghề của Thanh càng ngày càng rực rỡ hơn. Thành đã cố gắng nhiều lắm rồi. Thành đã cố gắng đi tìm trái tim của nhân vật rồi. Và đó là kết quả mà Thành thì không dám nhận định. Chắc là để cái phần nhận định lại cho khán giả. Nhưng mà cá nhân mình á, mình cảm thấy là mình đóng đã hết sức rồi, mình thấy cũng đã hết rồi, nên là sao? Như em nói đó, em chỉ sợ là mình không cố gắng hết sức thôi. Nhưng mà lần này em đã cố gắng hết sức rồi, chị Tám ơi. Em yêu cả ekip phim Móng Vuốt, em yêu luôn anh Lê Thanh Sơn, em yêu cả ekip Móng Vuốt. Dạ em cảm thấy kịch tính, hồi hộp, căng thẳng đủ, và em rất là hy vọng là nó sẽ là một cái có thể một cái màu sắc mới ở Việt Nam, có thể chinh phục được khán giả, ngay cả khán giả khó tính ở Việt Nam mình. Đối với em thì em thích yếu tố sức trẻ của Lê Thanh Sơn. Trong phim của Lê Thanh Sơn cực kỳ sức trẻ, có sức trẻ cực kỳ. Dạ đúng, em mầm nhập nhiều nhưng mà em thích như vậy. Bởi vì khi mà giống như là em, mọi người cứ nghĩ là em sẽ diễn hài, mọi người cứ nghĩ là em sẽ xuất hiện và diễn hài, nhưng mà không, thật ra cái vai này trong phim điện ảnh Móng Vuốt mới là mục tiêu của em, mục tiêu về điện ảnh của em. Và dạ, em hy vọng là em sẽ có một cơ hội nào đó để tìm kiếm được một cái nhân vật mới giống vậy. Em rất là thích đóng vai phản diện, dạng tâm lý đặc biệt, tâm lý tội phạm đa nhân cách. Vì em không biết nữa, chắc là em yêu cái sự tiêu cực đó, maybe em yêu cái, bởi vì không, em phải nói sao ta, không phải vì em yêu nó nhưng mà em thích được trải nghiệm, giống như cái nhân vật này có thể là một cuộc trải nghiệm về tất cả những tiêu cực, những cái xấu xa nhất, những cái tồi tệ nhất của nhân vật, và em được trải nghiệm nó, em cảm thấy rất là hạnh phúc. Chị nói về nhân vật hay là diễn viên ở ngoài ạ? À, về diễn xuất và nhân vật. Nói về 7 anh chị em thì em khá là bất ngờ, bởi vì có nhiều người em nghĩ rằng là họ sẽ tại vì họ không có học diễn xuất cho nên là họ sẽ cũng có một cái phần nào đó nó bị hạn chế. Nhưng mà không, em không hiểu vì sao mà mọi người lại có cái chemistry hay đến như vậy. Mọi người lại có một cái sức diễn mà mọi người tin vào nhân vật của mọi người đến như vậy. Và thật sự là làm em bất ngờ, từ Naomi, Quốc Khánh, Seri, Gia, Thảo Tâm, anh Rocker và anh Tuấn Trần, 7 người đó đều tuyệt vời. Khi mà em coi em là một người khán giả, không phải là em là bạn diễn của họ, em là người khán giả và em thấy họ rất là có sức trẻ. Về nhân vật hả? Về nhân vật, em thích nhân vật con gấu bé mật. Mọi người sẽ không biết bé mật là ai đâu. Kỹ xảo đối với em hả? Cũng giống như là sao ta, kỹ xảo đối với em thì em tin, khi mà em coi em tin và em hồi hộp thật sự. Quan trọng đó là cảm xúc của em. Em hồi hộp, em tin và em bị cuốn, và em bị sợ mỗi khi nó xuất hiện. Dạ. Dạ đúng rồi, nhưng mà anh Lê Thanh Sơn đã cho tụi em được một cái đường dây rất là tốt về tâm lý, và tụi em may mắn là có anh Lê Thanh Sơn là người có thể control được tất cả mọi thứ. Dạ. Cho nên tụi em tự tin hơn khi mà diễn xuất không có con gấu. Cảm ơn Tám.